Con ơi, con xem bộ mẹ, cái tay của mẹ có cái con gì không mà mẹ thấy khó chịu quá. Làm gì có gì đâu mẹ. Bệnh già ấy mà, cứ tưởng tượng ra mọi thứ. Mẹ ơi, tối nay con có khách, tí nữa mẹ ra chợ, mẹ mua giúp con ít hải sản, nấu bữa cơm mẹ nhé. Mẹ, mẹ ơi, mẹ giúp con nhá. Sao này mẹ lạ thế? Mẹ đang giận bố vì vừa rồi bố chê mẹ già đấy. Mày không lo, cứ nói thế thôi là mẹ thì nghe tiếng rồi đấy. Bây giờ hai vợ chồng cứ yên tâm đi làm đi. Dạ vâng ạ. Này, bà có thấy đôi tất với cái áo len của tôi đâu không? Này, bà có thấy đôi tất với cái áo len của tôi đâu không? Con chào bố mẹ ạ. Con chào bố, con chào mẹ ạ. Mẹ, sao cơm canh mỗi tầng này thôi à? Bố con mày hay thật đấy. Quần áo cũng hỏi mẹ, đôi tất cũng hỏi mẹ. Mẹ nấu cơm phục vụ đến tận mồm mà thái độ đi làm về vẫn còn cau có nhỉ, sao? Ok mẹ, trước khi đi làm con đã nhờ mẹ là mua ít hải sản, tối nay con tiếp khách. Mẹ không biết, mẹ không nghe tiếng. Ok mẹ. Mẹ. Này, cái bà này, cái bà không ngủ à? Cứ ngó nga ngó ngoáy như thế thì ai mà ngủ được cơ chứ? Ông cứ làm như là tôi không muốn ngủ ấy. Không ngủ được thì phải chịu. Mà ông muốn yên ổn ấy, ông ra phòng khác mà ông ngủ. Được, tôi sang phòng khác. Uống một chút cho nó tỉnh nhá. Không ngờ mẹ lại bị đột quỵ nặng đến như thế. Mẹ ơi, tất cả là lỗi của chúng con. Biết bao giờ mẹ mới khỏe lại đây. Đáng lẽ khi biết mẹ có những biểu hiện bất thường như thế thì vợ chồng mình phải đưa mẹ đến bệnh viện ngay mới phải. Như thế thì mẹ đã không bị đột quỵ rồi. Bây giờ thì trở tay không kịp. Sẽ mãi mãi không kịp. Nếu chúng ta tiếp tục vô tâm như vậy, chúng ta chỉ biết đòi hỏi ở mẹ, chứ thiếu đi sự quan tâm. Kể cả bố cũng vậy. Bố cũng có lỗi. Alo. Nhưng mà có chắc chắn không? Được rồi, để tôi đến ngay bây giờ nhá. Con ơi là con ơi. Cái nhà cô Hạnh đi đâu mà vội bà vàng mà vấp phải đá mà lại quàng phải tôi là sao? Bác ơi, bác đi tìm con em nhanh lên, không nó bắt cóc con em rồi nó bán con em bây giờ bác ơi. Hả? Bắt cóc à? Vâng. Ở cái khu phố mà tôi quản lý này, tại sao lại có cái chuyện tày trời như thế được hả? Ôi bác ơi, con em nó mới có 5 tuổi thôi mà người ta nỡ lòng nào người ta bắt mất nó đi à bác? Thế này khai rõ thành khẩn thế nào? Con em bị bắt cóc rồi, mà em có đầy đủ bằng chứng. Bây giờ bác đi theo em, con em nó mà làm sao thì em không sống nổi đâu bác ạ. Giải nhăn nhó đi, dẫn tôi đi. Đi bác. Nhà cô Liên ra cho tôi bảo đây. Ra đây. Dạ. Bác tổ trưởng ạ, quý hóa quá. Thế hôm nay bác lại đến nhà em xơi cơm, để em làm luôn cho bác. Tôi đến đây không phải để ăn cơm. Dạ. Tôi đến đây là để tìm người bị bắt cóc. Bắt cóc? Ai bị bắt cóc hả bác? Tôi nghe quần chúng thông báo là con cô Hạnh
một đứa bé 5 tuổi bị bắt cóc, mà thủ phạm không ai khác chính là cô. Báo cáo với bác, cả đời em làm ăn lương thiện, làm gì dám bắt cóc con nhà ai hả bác? Nó vu oan cho em đấy ạ. Đứa nào nói, bác nói rõ với em sẽ tan mặt nó ra. Là tôi đây. Ôi trời ơi, con ơi, con đi làm ra, con để nó bắt mất con, để con chịu khổ. Ôi trời con ơi. Câm mồm. Này, sao cô lại ăn không nói có, ăn đứng dựng ngược lên như thế mà được à? Được rồi, để xem đứa nào ăn không nói có nhá. Cái gì? Bỏ ra, để tôi tìm con thôi. Này. Này. Dạ. Chính cô là người bắt cóc rồi. Không. Tại sao cô bắt cóc dù thế này? Bác ơi, mỗi một khi mà em bị oan nữa, cái chuyện gì nó cứ run bắn lên thế đấy bác ạ. Thế mà cô định đấm cô đấm tôi đấy à? Dạ không ạ. Bác tổ trưởng ơi. Đâu? Con em đây rồi bác tổ trưởng ơi. Con đâu? Con cô đâu? À. Con em đây. Con. Vâng, đây là con của em mà. Mà con em nhá, ở nhà chăm bẵm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cho ăn toàn đồ nhập ngoại thôi. Mỗi lần ăn xong phải đánh răng 2 lần mới cho lên giường đi ngủ đấy. Mà đấy khổ thân con em, bị nó bắt cóc xong rồi nó xích hôi hám như thế này bác này. À, thì ra đây là chó của nhà cô đấy. Ôi con ơi, ui giời ơi, hàng ăn như thế này mà để cho mất vệ sinh thế này đây thì bán cho bà à? Cô nói rất chí lý đấy. Cái đống mà mất vệ sinh này là đứa con cưng của cô thải ra đấy đấy. Tôi mà biết nó là chó của nhà cô á, tôi đến làm việc với nhà cô lâu rồi, không biết từ đâu cứ ùa đến đây bác ạ. Phóng huế bừa bãi ra đây, thế thì hàng quán nhà em ai đến ăn? Trời ơi, cực chẳng đã, tôi mới phải nhốt nó lại. Tôi đang tính tìm người để bắt đền thế này. Thay mặt tổ dân phố, tôi xin lỗi cô Liên. Dạ. Còn cô Hạnh, thông báo là bị bắt cóc bắt con, mà cuối cùng lại là một con chó. Nuôi chó là quyền của cô, nhưng để nó phóng huế bừa bãi như thế này là không được. Em biết rồi ạ. Biết rồi thì làm ơn mang cái của quý của nhà cô về cho tôi. Cái gì nữa? Copy. Ông đã nói với con rồi là không được đá bóng ở trong nhà, nghe rõ chưa? Dạ vâng ạ. Mà cái đĩa hoa quả với cái cốc sữa, ông nhắc con rửa, tại sao con không rửa? Đi rửa đi. Ông đâu có trả tiền con đâu mà con phải giúp ông. Tại sao ông phải trả tiền cho con? Thì con giúp ông thì ông cũng phải trả tiền cho con giống như bố con chứ. Bố ơi, con đã hoàn thành nhiệm vụ bố giao, quét xong sân rồi ạ. Tốt. Tiền đâu bố? À, đây. Được chưa? Bây giờ con cầm cái này vào nhà cho bố. Nhanh lên, đừng muốn rửa xe. Chuyện đồ, thêm 10.000. Cái gì? Con cứ cầm túi vào nhà cho bố, xong rồi bố trả sau. Bố trả luôn đi, không có con để lại cho cu đây. Đây. Kiếm tiền dễ nhỉ? Yeah. Ông xem này, đây là cuốn sổ ghi nợ của con. Những là con làm việc giúp bố mẹ mà bố mẹ chưa trả tiền cho con, con đều ghi vào đây, đợi thanh toán, bố mẹ còn nợ con đầy tiền. Ông xem nè. Ông nói cho con biết này, bố mẹ con đi công tác, gửi con sang đây ở với ông. Mà ở với ông thì không có chuyện làm việc là có tiền, nghe rõ chưa? Bây giờ vào giúp ông nhặt rau, nhanh. Ông đâu có trả tiền con đâu mà con phải làm. Hôm nay là con không có suất ăn. Tại sao ạ? Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Con đã nghe thấy câu này chưa?
để ông lấy cơm cho con ăn. Con đói rồi ạ, nhưng ông bảo nếu không làm thì sẽ không được ăn ạ. Tất nhiên, nhưng mà con mà không ăn thì ông cũng không muốn ăn. Ông ơi, nhưng trước khi ăn, con muốn làm một việc được không ạ? Việc gì? Con muốn đốt cuốn sổ ghi nợ này để con và ông là ruột thịt ạ. Giỏi lắm. Nào, ngồi xuống đây với ông. Ngoan lắm.